Quý vị thân mến, tiếp theo trong cái chuyên mục tử vi của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến tử vi tuổi Thân trong cái năm Canh Tý 2020 này về công danh, tài lộc, sức khỏe, tình duyên, cách hóa giải vận xui rủi và tử vi chi tiết từng tuổi Thân và vận trình tài lộc từng tháng trong năm 2020 để những người tuổi Thân biết để đoán lành tránh dữ trong năm 2020 này. Bước sang cái năm Canh Tý, lịch vạn niên tiết lộ vận trình tử vi tuổi Thân năm 2020 không được tốt. Con đường sự nghiệp nhiều chông gai, thị phi bủa vây. Dù cố gắng có thể đạt được thành công nhưng cơ hội để thăng tiến chẳng được là bao. Năm Canh Tý 2020 là năm con chuột, mệnh ngũ hành nạp âm bích thượng thổ. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể về tuổi Thân trong năm 2020 này. Thứ nhất, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tổng quan của tử vi tuổi Thân trong năm 2020. Thì trong cái năm này, tuổi Thân và Thái Tuế hình thành cục diện Thân Tý bán hợp thủy cục. Về tổng thể, bán mệnh có một năm làm ăn vất vả lao lực nhưng nhân duyên vượng, thích hợp tham gia vào các hoạt động hợp tác kỹ thuật, xây dựng kế hoạch. Người tuổi này có thể tìm được cơ hội để phát huy tài hoa và năng lực. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe, đặc biệt là hệ thống hô hấp không được tốt. Năm Canh Tý, người tuổi Thân sẽ gặp được một vài cơ hội hợp tác và đầu tư lý tưởng. Đây chính là dịp để bản mệnh phát huy những cái tài năng vẫn giấu kín trong suốt bấy lâu nay. Bạn có thể trở thành một người chủ động hơn khi nắm bắt cơ hội thuộc về mình và giành lấy những cái điều mình mong muốn. Thế nhưng, để có thể đi tới thành công, bạn chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều chông gai và vất vả, tốn nhiều tâm huyết chứ không thể hoàn toàn dựa vào may mắn, chỉ ngồi không mà cũng muốn hưởng thành quả. Ngoài ra, do tác động của thương quan chủ yếu gây ra những cái mối bất hòa, tai ương khiến con giáp này tính tình nóng nảy, nên trong năm nay, người tuổi Thân dễ có những lúc kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người. Nóng nảy dễ nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên, đồng thời sức khỏe cũng có thể bị ảnh hưởng. Phi liêm xuất hiện cũng báo trước những cái dấu hiệu về kiện tụng thị phi, thậm chí là phá tài. Vì thế, mệnh chủ không nên quá bốc đồng, nóng nảy, nếu không sẽ rước lấy nhiều cái chuyện phiền nhiễu. Ngoài ra, bán mệnh cũng không nên thường xuyên đi tới những cái khu vực ẩm ướt như sông ngòi, hầm lò hoặc những cái khu vực có âm khí nặng, nếu không muốn vận thế bị ảnh hưởng như sức khỏe bị giảm sút. Đương nhiên, dưới tác động tích cực của cục diện Thân Tý bán hợp, trong năm 2020, bán mệnh sẽ có trí tuệ sáng suốt, đầu óc minh mẫn, có thể đưa ra được nhiều cái ý tưởng sáng tạo, giúp ích cho công việc. Tuy nhiên, bạn cũng dễ ảnh hưởng bởi những cái tác động bên ngoài gây ra những cái tâm lý tiêu cực, sợ hãi, lo lắng. Điều đáng mừng là con đường nhân duyên tốt đẹp sẽ giúp bạn mở rộng mối quan hệ, kết giao được với nhiều người chân thành, có ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển sự nghiệp sau này. Song, nếu xét về đường tình duyên thì bán mệnh lại không được may mắn khi khó tìm được đối tượng phù hợp. Cần tận dụng các cái mối quan hệ sẵn có để tìm kiếm một nửa dành riêng cho mình. Tiếp theo chúng ta cùng đến với cái tử vi sự nghiệp của tuổi Thân trong năm 2020 này. Thì năm Canh Tý, người tuổi Thân có bước tiến triển trong sự nghiệp nhưng không quá rực rỡ. Bạn tìm được những cái cơ hội để rèn luyện và phát huy điểm mạnh của bản thân. Nhờ thế mà công việc có những cái dấu hiệu tích cực, đặc biệt nếu bạn làm những cái dự án hợp tác kỹ thuật kinh tế. Nhưng vì Thái Tuế độ xuất thương quan nên bản mệnh thường rơi vào cái trạng thái nóng nảy bất đồng. Đây là khắc tinh trên con đường thăng quan tiến chức, khiến bạn thường nảy sinh xung đột, mâu thuẫn với cấp trên. Bạn có lòng tự trọng cao nên thường không chịu thỏa hiệp với đồng nghiệp mà luôn khăng khăng theo ý của mình. Việc hợp tác không suôn sẻ như trong tưởng tượng. Nếu tuổi Thân muốn thành công trong sự nghiệp sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, cần phải thay đổi bản thân mình để thích nghi với hoàn cảnh. Không nên nóng nảy bốc đồng, đắc tội với người cấp trên. Năm 2020, tuy bản mệnh có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, nhưng cơ hội được thăng chức không cao. Về các mối quan hệ xã giao, nếu mệnh chủ biết hạ cái tôi của mình xuống, chịu lắng nghe ý kiến của mọi người, thì bạn sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ khá tốt đẹp, có ích trong tương lai. Xem tử vi sự nghiệp tuổi Thân năm 2020, người tuổi này có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân. Tuy nhiên, nếu muốn thành công thì phải bỏ nhiều tâm huyết. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu đến cái vấn đề thứ ba, đấy là cái vấn đề tài lộc của người tuổi Thân năm 2020. Năm 2020,
tuổi thân gặp sao lộc tổn, vì thế mà phương diện tài lộc của bản mệnh đạt ở mức độ bình ổn. Mặt tốt là bạn có thể đạt được cái thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội tăng tiến. Tuy nhiên, để đạt được như lý tưởng thì bạn cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Mặt không tốt là do ảnh hưởng của phi liêm, bán mệnh cần cẩn thận với các nguy cơ về tài chính, tránh để bản thân rơi vào tình trạng thất thoát tiền bạc hoặc thậm chí là phá sản. Bán mệnh cần chú ý không nên đưa ra những quyết định nóng nảy, vội vã, tránh uống nhiều rượu bia khiến đầu óc không tỉnh táo, ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Hạn chế đến những cái nơi hỗn tạp như quán bar, vũ trường thường xuyên thì có thể giảm bớt được những ảnh hưởng không tốt đến con đường tài lộc của bạn. Ngoài ra, bán mệnh có thể tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời, đến những cái nơi có không khí trong lành để thư giãn, giảm thiểu áp lực, lấy lại tinh thần làm việc. Theo tử vi tài lộc tuổi thân năm 2020, bán mệnh gặp được một vài cơ hội hợp tác, đầu tư lý tưởng. Tuy nhiên thì bạn cần chủ động nắm bắt chứ không nên há miệng. Tiếp theo là chúng ta cùng đến với tình cảm của người tuổi thân trong năm 2020 này. Chuyện tình cảm của người tuổi thân không mấy lý tưởng trong năm 2020, bởi cả nam và nữ đều khó gặp được cái đối tượng thích hợp. Tuy nhiên thì nhân duyên của bản mệnh lại khá tốt. Con giáp này có thể phát huy những cái điểm mạnh của bản thân để thu hút sự chú ý và lấy cái thiện cảm của những người khác giới. Song riêng nữ mệnh lại cần phải thận trọng hơn trong các cái vấn đề này, nên học cách phân biệt người tốt, kẻ xấu. Bản mệnh không nên quá nóng nảy, bốc đồng, làm việc không suy nghĩ, bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng, khiến người khác giới có những cái suy nghĩ không hay về con người của bạn, khiến chuyện tình cảm và hôn nhân đều gặp trở ngại. Muốn cải thiện tình trạng này, bản mệnh có thể thường xuyên tham gia những cái buổi giao lưu, gặp gỡ giữa bạn bè lành mạnh, ít đến những cái nơi ồn ào, khí trường hỗn loạn. Và xem tử vi tình duyên của tuổi thân năm 2020, dù nhân duyên của bản mệnh khá tốt đẹp, tuy nhiên chuyện tình cảm lại không có nhiều biến động, duy trì trạng thái. Về vấn đề sức khỏe của tuổi thân năm 2020 thì tuổi thân ít nhiều chịu ảnh hưởng của hung tinh bạch hổ và phi liêm. Trong năm 2020, bản mệnh dễ mắc các cái bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc các bệnh vặt như là đau đầu, cảm cúm. Vì vậy, bạn cần chú ý cách ăn mặc, đặc biệt là mỗi khi thay đổi thời tiết, cơ thể chưa kịp thích nghi. Có những lúc chuyện thị phi, bàn ra tán vào của mọi người xung quanh cũng gây tác động không tốt đến sức khỏe của tuổi thân, nhất là sức khỏe tinh thần. Chính vì thế mà người tuổi này cần tránh hết sức việc tham gia vào những chuyện mâu thuẫn, tranh cãi, chú ý giữ hòa khí với mọi người, một điều nhịn bằng 9 điều lành. Bản mệnh nên có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc và cũng không nên quá mức buông thả bản thân mình, gây ra những cái tác động không tốt. Nếu có thể, cần tránh đến những cái nơi u ám, tập trung nhiều sát khí, khiến vận khí của bạn chịu ảnh hưởng tích cực. Tham gia các hoạt động rèn luyện cơ thể, thư giãn tinh thần sẽ có tác động tốt đến sức khỏe của bạn. Tiếp theo, xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với vận trình từng con giáp tuổi thân trong năm 2020 này. Đó là tuổi Giáp Thân năm 1944, Bính Thân năm 1956, Mậu Thân năm 1968, Canh Thân năm 1980, Nhâm Thân 1992 và Giáp Thân năm 2004. Trước hết chúng ta cùng đến với tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, mệnh Tuyền Trung Thủy. Năm 2020, người sinh năm Giáp Thân bước vào cái giai đoạn dậy thì. Đặc điểm của thiếu niên giai đoạn này là hay mơ mộng, hay suy nghĩ, muốn khẳng định cái tôi của bản thân, nên dễ sinh ra cái tâm lý đối nghịch với cha mẹ và thầy cô. Ngoài ra thì người ở độ tuổi này có cảm xúc thay đổi thất thường, thường hay mất tập trung, phân tán sự chú ý, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, nên thành tích học tập thường không ổn định, thậm chí có cái dấu hiệu đi xuống. Vào giai đoạn này, người lớn, đặc biệt là các bậc cha mẹ và thầy cô, đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh và định hướng con trẻ. Trong cái giai đoạn phát triển tâm sinh lý, nếu con trẻ thiếu đi cái sự quan tâm của người lớn thì rất dễ học đòi những cái thói hư tật xấu, ảnh hưởng đến cái sự phát triển của tương lai. Vì thế, người lớn cần hết sức chú ý đến những cái thay đổi về thể chất và tâm hồn của con cái, nên dành nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự, phân tích, hướng con tới những cái suy nghĩ đúng đắn,
Tuy nhiên, nên tránh việc áp đặt con theo suy nghĩ của mình, dễ gây ra áp lực và phản tác dụng. Về phương diện sức khỏe, người dậy thì thường hay gặp cái tình trạng nóng trong người. Vì thế, cần chú ý ăn đồ thanh đạm, tránh đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ, đồng thời xây dựng thời gian biểu khoa học, không nên ngủ muộn hoặc thức thâu đêm. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, mệnh kiếm phong kim. Vận thế của người tuổi Nhâm Thân có những bước phát triển tích cực trong năm 2020, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những cái thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng, ỷ lại và hiểu biết sâu sắc về những cái tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết. Người tuổi này cũng cần phải có những cái suy nghĩ thực sự nghiêm túc về tương lai của mình, nên chú ý lắng nghe lời khuyên của người thân và những người đi trước. Một khi đã xác định được phương hướng phát triển sự nghiệp thì nên tin tưởng vào bản thân, kiên trì thực hiện từng bước theo một cái kế hoạch đã đặt ra, không nên nóng vội muốn đốt cháy giai đoạn. Trong công việc cần kiên trì và cố gắng hết mình, thể hiện điểm mạnh của bản thân, không nên để bản thân chịu ảnh hưởng bởi những lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, mệnh Thạch Lựu Mộc. Trong năm Canh Tý thì vận thế của người tuổi Canh Thân không mấy tốt đẹp, dễ xảy ra xung đột, mâu thuẫn với mọi người trong sự nghiệp. Bản mệnh là người có tính cách cứng cỏi, cố chấp, không thích tham khảo ý kiến của người ngoài, tự coi mình là trung tâm nên luôn muốn mọi người nghe theo quyết định của mình, dễ rơi vào cái tình trạng bị cô lập, các cái mối quan hệ xã giao của bản mệnh không lý tưởng. Tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những cái tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế mà để tránh những cái mâu thuẫn không cần thiết, bản mệnh cần thay đổi những cái tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần dĩ hòa vi quý, không nên có những cái quyết định bốc đồng ngang ngược. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm, tuy nhiên thì cần biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Những người đã kết hôn nên dành nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình của mình, hâm nóng tình cảm giữa đôi. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi năm 2020 của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, mệnh Đại Trạch Thổ. Và năm 2020 là một cái năm mà khá may mắn đối với những người sinh năm 1968, tuổi Mậu Thân. Chỉ cần bản mệnh cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ thu được cái thành quả đáng mừng. Xét về cái phương diện sự nghiệp thì bản mệnh cần dành nhiều tâm huyết, học cách kiên trì và nhẫn nại, chuẩn bị đầy đủ cho mọi chuyện có thể xảy ra thì nhất định sẽ dễ dàng nắm bắt được cơ hội, tạo nên những cái thành tích được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bản mệnh không thích hợp đầu tư vào cái thời điểm này, đặc biệt là tránh những cái hoạt động đỏ đen mà nên nghiêm túc với công việc của mình. Vào nửa cuối năm, người tuổi này sẽ trở nên khá bận rộn, có nhiều việc cần phải ra ngoài. Khi đi xa nhà, cần chú ý an toàn, tuân thủ luật giao thông. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không được như mong muốn, dễ mắc bệnh do chịu áp lực công nghiệp và mệt mỏi lâu ngày. Do đó, bạn cần chú ý rèn luyện sức khỏe, thả lỏng tinh thần, không nên giữ những cái suy nghĩ bi quan. Có vấn đề gì nên kịp thời tâm sự với người đáng tin cậy. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi năm 2020 của tuổi Bính Thân, sinh năm 1956, mệnh Sơn Hạ Hỏa. Tức là trong cái năm Canh Tý 2020 này không phải là một năm thuận lợi đối với người tuổi Bính Thân. Nhất là trong cái giai đoạn đầu năm, bạn có thể sẽ phải đối mặt với những cái tai họa bất ngờ ập tới. Vì vậy mà cần chú ý an toàn khi tham gia giao thông, không nên tham gia vào những hoạt động thể lực quá mạnh hay hoạt động mạo hiểm. Trên lĩnh vực sự nghiệp, cần cẩn thận đề phòng, làm việc gì cũng nên dựa vào chính cái khả năng của mình, tin tưởng vào cái năng lực của bản thân, không nên dễ dàng nghe theo lời xúi bậy của người khác. Khi hợp tác với bất cứ ai, cần chú ý đến tiểu tiết, không nên có những cái suy nghĩ cầu thả, làm qua loa cho xong. Nên chú ý lời nói và hành động của bản thân, không nên làm mất lòng người khác, động đến kẻ tiểu nhân. Đến giữa năm, vận thế của mệnh chủ có những cái chuyển biến tích cực hơn, công việc thuận lợi, dần dần đi vào quỹ đạo, tiểu nhân cũng không xuất hiện quấy rầy. Sự nghiệp có những bước phát triển nhất định, tuy nhiên thì bản mệnh cần tránh những cái khoản đầu tư lớn,
đồng thời đề ra kế hoạch chi tiêu hợp lý. Trên phương diện sức khỏe, bán mệnh cần chú ý rèn luyện, ăn uống khoa học, chú ý các căn bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi của tuổi Giáp Thân, sinh năm 1944, mệnh Tuyền Trung Thủy. Thì năm 2020 này là một cái năm mà ổn định với những người sinh năm Giáp Thân. Về tổng thể, vận thế không có nhiều biến động so với năm trước, vì thế bản mệnh nên tiếp tục chú ý giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động vừa với sức của mình, duy trì trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực, vui vẻ với con cháu. Trong năm nay, con giáp này cần phải phân biệt rõ ràng người tốt, kẻ xấu, không nên mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của những người không cần thiết. Cần phải giữ chủ kiến, nếu xuất hiện vấn đề gì thì nên chú ý thảo luận với người nhà, không nên cả tin đưa ra những quyết định quá mức vội vã khiến kẻ xấu nhân cơ hội lợi dụng. Bán mệnh cần đặc biệt chú ý trên phương diện tài chính, cần có thái độ cẩn trọng khi đưa ra quyết định mua bán những sản phẩm có giá trị hoặc các hoạt động đầu tư. Những người cao tuổi có sức khỏe yếu không nên xuất hành hoặc tham gia nhiều các hoạt động vận động mạnh. Và bây giờ chúng ta cùng đến với vận trình tử vi từng tháng một của người tuổi Thân trong năm 2020. Trước hết là chúng ta cùng đến với tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch. Thì trong tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý, về tổng thể thì vận thế của người tuổi Thân ở mức khá lý tưởng. Trên cả hai phương diện tình cảm và sự nghiệp đều có những dấu hiệu đáng mừng. Trong công việc, bán mệnh dễ tìm được cơ hội để thể hiện tài năng và trí tuệ của mình, nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp và tán thưởng của cấp trên. Thời điểm này, nếu có bất kỳ vướng mắc nào trong công việc, bạn cũng có thể giải quyết một cách thuận lợi. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng vô cùng hài hòa, đoàn kết, khiến mọi việc cũng tiến triển thuận lợi hơn. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Thân ít khi xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn với nửa kia. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng sâu sắc và thấu hiểu. Cho dù là trong công việc hay mọi mặt của cuộc sống, đôi bên đều có thể trở thành điểm tựa cho nhau. Sang tháng 2 âm lịch thì tài lộc của người tuổi Thân vẫn có những dấu hiệu tích cực, tuy nhiên sức khỏe lại có dấu hiệu giảm sút nhưng không mấy nghiêm trọng. Hoạt động kinh doanh buôn bán của bản mệnh gặp nhiều điều thuận lợi do được tài thần ghé thăm. Vì thế mà không những có được cái khoản lợi nhuận dồi dào mà còn có thể giành được những thành tích đáng mừng, từ đó nhận được nhiều lời tán thưởng của mọi người. Riêng về mặt sức khỏe, người tuổi này có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, vì vậy mà cần nghỉ ngơi thư giãn hợp lý, không nên làm việc quá sức kéo gây tác động xấu đến cơ thể. Chú ý ăn mặc, ăn uống để tránh các cái bệnh theo mùa như là cảm cúm, nhức đầu, sốt. Vào thời điểm tháng 3 năm Canh Tý, cả tài lộc và sự nghiệp của người tuổi Thân đều đi xuống. Trong công việc, vì cấp trên kìm kẹp và tỏ thái độ thiếu công bằng nên bán mệnh không có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, việc thăng chức tăng lương nằm ngoài tầm với. Tuổi Thân khó lòng tìm được cơ hội phát huy đúng bản lĩnh sở trường của mình nên công việc thường ở mức bình bình. Thậm chí có khi xảy ra sai sót khiến bán mệnh phải chịu đựng nhiều áp lực. Dưới tình huống như vậy, bạn cần phải học cách giữ bình tĩnh, khiêm tốn lắng nghe mọi người, không nên đối đầu trực diện với cấp trên. Trên phương diện tài lộc, con giáp này dễ lâm vào tình cảnh phá sản hoặc thất thoát tài sản, thu nhập không ổn định, có thể phải vay mượn người thân hoặc bạn bè, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, chỉ dành tiền cho những thứ thật sự cần thiết. Bước sang tháng 4 âm lịch thì vận thế của bản mệnh lên xuống khá thất thường trong thời điểm này, tuy nhiên xét về cái tổng thể thì có cái dấu hiệu phát triển đi lên, tình hình sức khỏe có nhiều biểu hiện không tích cực. Trong công việc, tuổi Thân tháng 4 này có thể gặp phải nhiều tình huống rắc rối phức tạp, nhưng nếu bình tĩnh, mọi việc đều có thể giải quyết một cách ổn thỏa. Rất có thể quý nhân sẽ xuất hiện vào cuối tháng giúp bản mệnh giải quyết được khó khăn, đồng thời đạt được những cái mục tiêu như trong kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, bạn cần phải thận trọng khi giải quyết bất cứ công việc nào, bởi kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh, tìm ra cái cơ hội thích hợp để ra tay hãm hại. Tình hình sức khỏe của người tuổi này không như ý, vì vậy mà cần chú ý đến vấn đề ăn uống đúng giờ giấc, không nên ăn nhiều đồ ăn nhanh hoặc đồ ăn không hợp vệ sinh, gây ảnh hưởng đến tiêu hóa. Bước sang tháng 5 âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Thân khá bình ổn, tuy nhiên thì tài lộc lại có cái dấu hiệu xuống dốc khá nghiêm trọng. Trong thời điểm này, những người còn độc thân có thể chinh phục được ánh mắt người khác giới trong những buổi tụ tập, họp mặt nhờ có bản tính cởi mở, thao vát và hài hước của mình. Bạn có thể kết thân được với nhiều người chân thành, từ đó có cơ hội tìm ra được một đối tượng thực sự phù hợp với mình.
trên lĩnh vực tài chính, bán mệnh tham gia nhiều vào các buổi tiệc tùng, tụ tập và cần phải chi phí nhiều các khoản nên khá tốn kém. Thêm vào đó là công việc bình bình khiến bạn không có thêm nhiều các khoản thu nhập phụ. Vì thế, nếu có thể bạn không nên tham gia vào quá nhiều những buổi giao lưu gặp gỡ, phòng tránh cái tình trạng là không còn các khoản dư vào cuối tháng. Bước sang tháng 6 âm lịch thì sự nghiệp của người tuổi Thân có những cái bước tiến khá lạc quan, đồng thời thì tài lộc cũng có nhiều cái dấu hiệu tích cực trong tháng 6 âm lịch này. Người đi làm có thể tìm được cơ hội phát huy sở trường của mình, đề ra được nhiều phương án phát triển có lợi cho tập thể, thậm chí có thể nhận được sự tin tưởng và yêu mến của cấp trên và khâm phục ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Nếu cố gắng hết mình, con giáp này có thể vươn tới cơ hội thăng quan tiến chức. Tuy nhiên thì bạn cũng không nên quá kiêu ngạo dẫn đến sơ suất không đáng có hoặc khiến những kẻ tiểu nhân chướng tai gai mắt tìm cơ hội hãm hại bạn. Về phương diện tài chính của con giáp này được duy trì khá ổn định, mặc dù đôi khi còn gặp phải những cái vấn đề chi tiêu cần cân nhắc, suy nghĩ, nhưng về tổng thể không gây tổn thất quá nhiều do cái tình hình tài chính chung. Đến cuối tháng thì bạn có thể đạt được cái mục tiêu mà bản thân đề ra. Trong tháng 7 âm lịch thì tình hình sự nghiệp của người tuổi Thân khá ám đạm. Chuyện tình cảm cũng không được như ý muốn, đặc biệt là vào khoảng thời gian cuối tháng, có dấu hiệu xuống dốc rõ rệt. Trong sự nghiệp, bản mệnh thường dựa vào cái sự thông minh và khuôn vặt của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế mà đôi khi bạn có thể đạt được kết quả khá lý tưởng, tuy nhiên thì không nên để cái tình trạng này kéo dài. Muốn có những cái bước phát triển bền vững, bản mệnh cần phải dựa vào chính khả năng thực sự của mình. Trong chuyện tình cảm, cả những người đang ở trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt và những người đã kết hôn nhiều năm đều có thể phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ tình cảm. Vì vậy, bản mệnh cần phải quan tâm đến đối phương nhiều hơn, tránh tạo cơ hội để kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của cả hai người. Bước sang tháng 8 âm lịch, vấn đề tình cảm của người tuổi Thân trong tháng 8 có những chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Tuy nhiên thì vấn đề sức khỏe lại cần phải chú ý nhiều hơn. Trong tháng này, bản mệnh trở nên cực kỳ đào hoa. Những người độc thân nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người khác giới, thậm chí có nhiều người trực tiếp bày tỏ ý định muốn theo đuổi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh là người đã có đối tượng hoặc người đã lập gia đình thì đây hoàn toàn không phải một cái dấu hiệu tốt. Khi trò chuyện, giao lưu với người khác giới, bản mệnh cần phải có cách ứng xử và giữ một cái khoảng cách phù hợp, không nên có cái tư tưởng ngoại tình, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Về vấn đề sức khỏe, bản mệnh cần tìm ra cái phương pháp rèn luyện cơ thể phù hợp với mình, không nên vận động quá sức hoặc tham gia những cái môn thể thao hoạt động quá mạnh. Bởi như vậy có thể gây tổn thương đến gân cơ, xương cốt hoặc những cái bộ phận quan trọng. Bước vào tháng 9 âm lịch năm Canh Tý, sự nghiệp của người tuổi Thân có dấu hiệu lạc quan, tuy nhiên tài lộc không có nhiều điểm sáng. Người tuổi này có thể tạo ra những cái thành tích đột phá trong công việc, đặc biệt là những người làm ở vị trí quản lý và lãnh đạo. Những phương án và sách lược đúng đắn của bạn có thể đưa đơn vị phát triển lên một tầm cao mới, khiến lợi nhuận tăng cao. Tuy nhiên trong lĩnh vực tài chính, những người làm kinh doanh dễ phải chịu nhiều tổn thất, đặc biệt là khi cạnh tranh với đối thủ. Dưới tình huống này, bản mệnh không nên vội vàng, dối trí mà nên giữ cái sự bình tĩnh, xem xét kỹ, xem là vấn đề còn tồn tại là chứ không nên tìm cách hãm hại người khác để kiếm lợi cho bản thân. Tốt nhất là bản mệnh nên thảo luận với đồng nghiệp để tìm ra cái phương án phát triển hoàn toàn mới cho công ty. Sang tháng 10 âm lịch thì tài lộc của người tuổi Thân có dấu hiệu hồi phục trong tháng này. Tuy nhiên thì chuyện tình cảm lại xảy ra một vài vấn đề nhỏ. Những người khởi nghiệp có thể được bắt tay vào việc thực hiện những công việc khá hứa hẹn. Nếu biết nắm bắt và cố gắng thì có thể thu được một cái khoản lợi nhuận rất khả quan. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý mỗi khi đưa ra bất kỳ cái quyết định hay tham gia vào bất cứ một cái bản hợp đồng nào thì bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ càng và cẩn thận, tránh đi những cái rắc rối không cần thiết. Trong chuyện tình cảm, đôi khi bản mệnh có thể nảy sinh tranh cãi với nửa kia, vì thế đôi bên cần thấu hiểu và bao dung cho nhau nhiều hơn, tránh chiến tranh lạnh khiến tình cảm của đôi bên ngày một xa cách. Sang tháng 11 âm lịch thì công việc của người tuổi Thân không quá ổn định. Trong thời điểm tháng 11 âm, về tổng thể, vận thế có dấu hiệu đi xuống, tuy nhiên thì tình hình sức khỏe lại có những cái dấu hiệu đáng mừng. Trong công việc, bản mệnh thường lơ là, gây nên những cái sai sót trong công việc. Đồng thời thì những kẻ tiểu nhân trốn công sở luôn tìm cơ hội để hạ bệ bạn. Bản mệnh thường phải nhận lời phê bình, chê trách của lãnh đạo công ty,
lời phàn nàn của khách hàng nên tâm lý phải chịu áp lực nặng nề. Nếu không vững vàng trong công việc thì thậm chí vị trí của bạn trong công ty sẽ bị lung lay. Điều đáng mừng là sức khỏe của bạn trong cái khoảng thời gian này rất ổn định. Cả nam và nữ đều không chịu nhiều tác động của các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên khi trời lạnh vẫn cần phải chú ý giữ ấm, tránh các cái bệnh cảm cúm thông thường. Bước sang tháng 12 âm lịch, trong cái tháng cuối cùng của năm Canh Tý, về tổng thể, vận thế của người tuổi Thân có những cái bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong cái lĩnh vực tài lộc và sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được cái cơ hội thể hiện trình độ của bản thân, xây dựng được cái mối quan hệ hòa hợp với đồng nghiệp và cấp trên. Bầu không khí làm việc thoải mái khiến bản mệnh không phải chịu đựng nhiều áp lực, cơ hội để đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo. Nếu giữ được trạng thái tâm lý tích cực, bạn chắc chắn sẽ đạt được những cái thành tích rất đáng mừng trong sự nghiệp. Và trong cái lĩnh vực tài chính, bạn có thể nhận được một cái khoản tiền thưởng cuối năm lớn vì đã cống hiến trong suốt thời gian qua. Các hoạt động đầu tư, kinh doanh cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Và cuối cùng là chúng ta đến với cách hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Xem tử vi tuổi Dần năm 2020 thì bản mệnh sức khỏe không được tốt, tâm lý căng thẳng bất an, hệ thống hô hấp cũng xảy ra vấn đề. Con giáp này không kiểm soát được cảm xúc của mình, dễ nóng nảy, hành xử bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Cũng chính vì thế mà dù có năng lực, có tài hoa, nhưng để đi đến thành công trong sự nghiệp thì những chú khỉ lại phải trải qua khá nhiều khó khăn, trở ngại, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên, hay những chuyện thị phi, đồn đại, thất thiệt có thể khiến bạn mất đi cái cơ hội thăng tiến. Điểm sáng trong năm là đường tài lộc rực sáng, việc hợp tác đầu tư kinh doanh sẽ mang về cho con giáp này nguồn thu nhập khổng lồ. Và theo dõi phong thủy phi tinh năm 2020, trong năm nhị hắc nhập cung chính nam, đây chính là cái phương vị quyết định sức khỏe của gia chủ. Bản mệnh nên lưu ý tránh đặt bàn ghế, giường ngủ ở vị trí này trong nhà. Ở góc chính nam trong nhà luôn phải dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, không để đồ đạc bừa bãi. Tốt nhất nên để vị trí này có ánh sáng thường xuyên, không khí thông thoáng, dễ lưu thông để xua tan hung khí, đón các khí về, tránh được ốm đau bệnh tật. Còn góc tây nam lại là văn chương vị năm 2020. Bản mệnh nên đặt cây cảnh ở đây, tốt nhất là 4 cây, chọn những loại cây thường xanh để phong thủy thêm vượng, giúp cho con đường công danh sự nghiệp được thêm phần thuận lợi như ý. Phương vị chính nam là phương vị của hỷ thần. Nếu thấy chuyện tình cảm không được như ý, gia chủ có thể đặt tượng kỳ lân phong thủy ở phòng khách để vượng vận quý nhân. Có tình yêu, chỉ đường dẫn lối, đón tin vui về nhà. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi tuổi Thân năm Canh Tý 2020 về công danh, tài lộc, sức khỏe, tình duyên, cách hóa giải vận xui rủi tự. Tử vi chi tiết từng tuổi Thân và vận trình tài lộc từng tháng trong năm 2020 của con giáp tuổi Thân. Mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị tuổi Thân có những cái kiến thức bổ ích hơn, đón lành tránh dữ trong năm 2020 này. Chúc quý anh chị sẽ gặt hái được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ trong năm 2020. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.